Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Ngoại Anh sẽ quay trở lại vào rạng sáng mai với trận đấu của Manchester United và Burnley. Trước khi đến với những diễn biến trên các sân cỏ, hãy cùng điểm qua những thông tin cập nhật đáng chú ý của bóng đá châu Âu suốt 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến phần tiêu điểm ngay sau đây. Ralf Rangnick nói gì trong ngày Lingard trở lại đội hình của Man United? Chelsea công bố danh sách dự FIFA Club World Cup, vắng bóng thuyền trưởng thu khổ. Benzema đặt lịch hẹn Perez do lo ngại về tương lai của mình. Tỏa sáng ngày ra mắt, tân binh Vlahovic vẫn bị huấn luyện viên Allegri kéo xuống mặt đất. Sau khi không được câu lạc bộ cho phép rời đi trong tháng 1 vừa qua, Jesse Lingard đã tỏ ra vô cùng buồn bã và xin phép huấn luyện viên Ralf Rangnick được nghỉ vài ngày để hồi phục về tinh thần. Tiền vệ người Anh không góp mặt trong trận thua sau loạt sút luân lưu tại FA Cup trước Middlesbrough. Tin vui đã đến với các cổ động viên của Quỷ Đỏ khi số 14 của đội bóng đã quay trở lại luyện tập cùng toàn đội. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã nói: "Thời điểm này tôi và toàn đội phải hướng sự chú ý cho những mục tiêu trước mắt. Bản thân tôi và Jesse không có vấn đề cá nhân nào cả. Tôi rất vui khi cậu ấy trở lại luyện tập cùng các đồng đội." Lingard biết rằng mình đã có thể ra đi tìm bến đỗ mới nếu như sự việc liên quan tới Greenwood không xảy ra. Ngoài Lingard, huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo Edinson Cavani sau quãng thời gian tập trung đội tuyển quốc gia. Dù vậy, bộ đôi người Brazil là Alex Telles và Fred sẽ không thể tập trung cùng toàn đội sau khi mắc Covid-19. Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch FIFA Club World Cup năm nay, Chelsea đã đáp chuyến bay xuống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đáng chú ý hơn cả khi hậu vệ phải Rick James đã cùng các đồng đội có mặt tại Trung Đông, dù báo chí Anh cho rằng cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn chưa thể góp mặt cùng toàn đội sau khi cho ra kết quả dương tính với Covid-19 vài ngày trước. Thủ thành Edouard Mendy cũng không có tên trong danh sách đăng ký sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CAN 2021 cùng đương kim vô địch Senegal. Nhà vô địch của Champions League sẽ có trận đấu bán kết với câu lạc bộ Al Hilal vào 23:30 tối mai theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội để The Blue có lần đầu tiên vô địch tại giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ. Năm 2012, họ chỉ có thể giành ngôi Á quân sau khi chịu thất bại trước Corinthians ở trận chung kết. Cho đến khi nào Greenwood được công bố trắng án, những cáo buộc liên quan tới việc hành hạ bạn gái cũ sẽ khiến cho chân sút người Anh mất dần những mối quan hệ làm việc trong tương lai. Mới nhất, gã khổng lồ trong ngành may mặc quần áo là Nike đã tuyên bố chấm dứt hợp tác với Greenwood. Chân sút của Manchester United sẽ không xuất hiện trong việc quảng bá các sản phẩm của Nike trong tương lai tới. Đây là đối tác thứ 3 gạch tên Greenwood ra khỏi kế hoạch truyền thông của mình. Trước đó, hai hãng game bóng đá nổi tiếng là EA Sports FIFA và eFootball của Konami đã xóa mọi dữ liệu liên quan tới Greenwood trong hệ thống của họ, khiến cái tên này bị bay màu trong đội hình của các huấn luyện viên. Bản thân Quỷ Đỏ cũng đã treo giò vô thời hạn tiền đạo này cho đến khi anh được tuyên bố vô tội. Greenwood lúc này không được tham gia luyện tập cùng với các đồng đội tại Man United. Karim Benzema đang là một trong những tiền đạo sắc bén nhất tại châu Âu lúc này. Chân sút người Pháp đã có cho riêng mình 17 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, dù đã bước sang tuổi 34. Dù vậy, Real Madrid vẫn đang trong kế hoạch trẻ hóa lực lượng. Haaland đang là mục tiêu hàng đầu của kênh kênh trắng trong phiên chợ mùa hè, và chính điều này khiến Benzema không cảm thấy hài lòng. Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, số 9 của Real Madrid cảm thấy rằng mình không còn cơ hội đá chính cho đội bóng kể từ mùa giải tới nếu Haaland cập bến Santiago Bernabeu. Benzema sẽ có cuộc nói chuyện với chủ tịch Florentino Perez để làm rõ tương lai của mình ở đội bóng. Nếu như Haaland cập bến Real, nhiều khả năng Benzema sẽ tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới ngay mùa hè này. Trong quá khứ, việc Bayern Munich hút máu các trụ cột của Borussia Dortmund có lẽ không còn quá mới mẻ. Những Mario Götze hay Robert Lewandowski vốn là những bài học nhãn tiền mà người hâm mộ đã quá quen thuộc ở Bundesliga. Nhưng mới đây, Dortmund đã chính thức xác nhận trung vệ Niklas Süle sẽ chuyển từ sân Allianz Arena tới Signal Iduna Park sau khi mùa giải này kết thúc. Một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm sẽ được Süle ký với Dortmund cùng với mức lương khoảng 10 triệu euro một mùa. Trung vệ người Đức quyết định chuyển tới đội bóng áo vàng đen sau khi hết hạn hợp đồng với nhà đương kim vô địch Bundesliga. Sau Mats Hummels, giờ đây Dortmund sẽ chính thức sở hữu cho mình cặp trung vệ từng thi đấu ở Allianz Arena, một thương vụ rất nhiều toan tính của thượng tầng đội bóng. Chuyển tới Newcastle United với mức phí hơn 40 triệu euro từ Olympique Lyon, tiền vệ Bruno Guimaraes đã mang tới không ít bất ngờ cho người hâm mộ. Dù được những đội bóng lớn như Arsenal hay Juventus để ý, nhưng sao trẻ người Brazil đã lựa chọn một đội bóng đang nằm ở đáy bảng của Premier League để trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Và để giải thích cho lựa chọn của mình, Guimaraes mới đây đã chia sẻ, kế hoạch của Newcastle thực sự rất ấn tượng. Mục tiêu đầu tiên tại mùa giải này là ở lại với Premier League. Nhưng trong tương lai, tham vọng chính của đội bóng chắc chắn sẽ là tham dự Champions League và thậm chí là vô địch giải đấu.
Đối với một tân binh của xứ sở sương mù, đây chắc chắn là một cách lấy lòng cực kỳ ấn tượng. Những tân binh của Barcelona mùa đông vừa qua đều đã ít nhiều để lại những dấu ấn trong chiến thắng 4-2 trước Atlético Madrid vừa qua. Với những thành công như vậy, Xavi chắc chắn vẫn chưa muốn dừng lại trong công cuộc tái thiết đội chủ sân Camp Nou. Theo tờ Sport, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang rất hứng thú với trung vệ Jun Couelle của Sevilla. Xavi đã đưa cầu thủ người Pháp vào những mục tiêu mà Barca sẽ săn đuổi vào mùa hè 2022. Couelle đã từng ở rất gần với Chelsea mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, thương vụ chuyển tới Premier League của cầu thủ 23 tuổi đã không thể hoàn thành ở những bước cuối cùng. Mặc dù với giá trị đang được định ở mức con số 60 triệu euro, đây sẽ không phải là một thương vụ dễ nuốt dành cho đội chủ sân Camp Nou. Juventus giờ đây đã có một số 7 mới, trẻ hơn, khỏe hơn và không kém phần nhạy bén trước khung thành đối phương. Dusan Vlahovic đã có một màn ra mắt trong mơ với pha lập công góp phần vào chiến thắng 2-0 trước Hellas Verona. Chân sút người Serbia nhận được rất nhiều những lời tán dương của người hâm mộ. Thế nhưng đích thân huấn luyện viên Marc Allegri cho rằng anh cần phải cải thiện hơn nữa trong tương lai. Vlahovic ngày hôm qua có một vài tình huống đỡ bước 1 không được như ý. Đây là điều mà cậu ấy cần phải cải thiện sớm trong tương lai để có thể trở nên thanh thoát hơn ở những pha xử lý bóng. Chúng ta đều đã thấy việc Vlahovic chơi với một tinh thần máu chiến như thế nào. Dù vậy, kinh nghiệm là điều mà số 7 của chúng ta chưa có vào lúc này. Sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng thì Sadio Mane cũng đã trở thành anh hùng dân tộc khi giúp Senegal có lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu cấp cao nhất của bóng đá châu Phi. Họ vượt qua đội tuyển Ai Cập của người đồng đội Mohamed Salah ở trận chung kết sau loạt sút luân lưu gay cấn. Cảm xúc với Mane lúc này thật khó diễn tả và sau khi giành được chiến tích trên đất Cameroon, anh chỉ có thể chia sẻ như sau. Đây quả thực là một ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Đối với tôi, chức vô địch CAN 2021 là danh hiệu cao quý nhất mà bản thân có thể giành được. Tôi từng lên ngôi tại Champions League hay những danh hiệu khác trong sự nghiệp, thế nhưng CAN 2021 thực sự mang đến một cảm xúc khó tả. Niềm tự hào dân tộc là điều mà hiếm khi nào bạn được trải nghiệm, và đây sẽ là khoảnh khắc mà tôi sẽ lưu giữ mãi trong cuộc đời này. Gần 8 tháng kể từ sau chấn thương kinh hoàng mà Eriksen phải nhận, giờ đây tiền vệ người Đan Mạch đang có được thể trạng tốt để chuẩn bị cho màn ra mắt câu lạc bộ Brentford. Đối với cựu tiền vệ của Spurs và Inter, quãng thời gian vừa qua đối với anh là rất dài và cô độc. Chia sẻ trước vòng đấu tới của ngoại hạng Anh, Eriksen đã nói: "Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy ánh hào quang và nghĩ rằng liệu mình còn sống không vậy. Tôi cố cử động những ngón chân, cố gắng nhìn xung quanh để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Lúc tôi tỉnh lại, mọi thứ có cảm giác như một giấc mơ thật dài vậy. Thế nhưng giờ đây, tôi là một con người hoàn toàn khác. Bạn gái Sabrina luôn ủng hộ tôi trong việc trở lại sân cỏ và giờ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ trông cậy vào chiếc máy khử trùng tim đặt trong người. Tham vọng của tôi vẫn như xưa, thi đấu thật tốt để trở lại đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Anh trên lý thuyết đã tổ chức vô cùng thành công những trận đấu tại Wembley ở Euro 2020, dù vẫn còn những vấn đề về nạn hooligan. Họ cùng với tổ chức đồng cấp tại Ireland đã lên kế hoạch đồng đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm 2030. Song, trong những diễn biến mới nhất, có vẻ như người dân tại xứ sở sương mù sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới được hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Lý do mà FA rút đơn xin đăng cai FIFA World Cup 2030 là bởi họ muốn tập trung cho việc đăng cai Euro 2028 trên sân nhà của mình. Chủ tịch FIFA Alexander Seferin tin rằng Vương quốc Anh khó lòng có thể đánh bại Liên minh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong cuộc chiến đăng cai World Cup. FA tin rằng lợi nhuận về mặt kinh tế mà Euro mang lại sẽ trở nên nhanh hơn so với việc tổ chức World Cup. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.